Ok, chào mừng các bạn trở lại với Hằng Bia. Các nội mình là Hằng Bia. Và hôm nay mình chơi Roblox Jungle Tycoon. Mình sẽ vào cái này. Có được 6 đố miễn phí. Mình thấy game này hơi nổi. Ô sao free đó, hát cả free đó. À, tiếp theo là phải kiếm tì nhận nài thôi. Kiếm tì cỡ khoảng vài tiếng sau ấy. Bấm ngôi bấm vài tiếng sau. Mình không rảnh đâu. Mới có một thanh kiếm. Oh yeah. Ơ cái tiếng to quá. Rồi lại tắt tiếng. Mình sẽ giết nó này. Yes. Mình đã tiêu diệt xong đó. Oh. Cái này giống cái thành giả quá. Các bạn nhớ là giống cái thành giả. Mình nhìn vào con bị nhâm nữa. Này con, này con gì đây? Con gấu à? Hay là con mình không biết. Mình không biết cái gì cả. Yes, mình không biết cái gì cả, ok. Wow. Nó có nhà trên núi cơ. Nó thiệt là ảo rêu quá mà. À, mình thích xây nhà trên đó quá. Nhưng mà bị nó giành mất rồi. Mình có 356. Ok, mình sẽ mua tiếp Lozer Dupper. Cũng khỉ nè. Slot of Red. Yes, 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 yes. Cái thằng này nó bị đứng áp cao rồi đấy. Đứng áp cao rồi đó thôi. Không sợ bị họ chạm chết à. Rồi nó bắt đầu hoạt động ạ. Xem cái nhà như này có gì trốn nữa à. Ồ, mình nghĩ là không có. Đó mình nợ kiếm nhiều tiền đấy. Đây, nó hiện tế ngoan các bạn. Cái bạn quá to lắm. Hết sức cái to lắm. Mình là Artifox Jungle. Mày là con tạo. What the freak. Mày là con tạo. Acid Fox Jungle Red Boa Gorilla Slaughter. Oh. Chịt cha. Mày nên mua cả Monkey Ropper mà. Ok khỏi đấy. Mình sẽ xuống tắm xong tụm cái gì đây, một hôm không bảo chứ sao không mở được. Ơ ô lại được con này thiệt là hư cậu quá đó mà. Ô mình sẽ đi săn khó bảo các bạn, mình sẽ tiếp tục đi săn khó bảo. Mình cũng biết lấy khó bảo kia ở nào nữa. Mình cũng biết lấy khó bảo kia ở nào nữa các bạn. Mình chỉ việc bấm đài và mình làm kiểu này. Oh yeah baby. Bới ngựa này, bới ngựa gì nước này. Lấy đi, lấy đi, lấy đi. Khó bảo của ta. Chết. Mình là thơ sáng có bảo giỏi nhất ở đây. Wow. Mình thơ sáng có bảo giỏi nhất. Bởi vì mình có thể lăn. Lăn. Có thể lăn suốt đời mà không bị gì cả. Các bạn thấy ghê. Đây là Roblox mà. Có phải mình đang thờ gì nữa thiệt đâu.
Lấy đi nhanh lên. Lấy đi. Mình đã thờ sẵn có báo. Yes. Còn cái nào nữa không? Ô sao trong máy tối? Đây không có gì cả. Ô thôi mình sẽ lấy cái này. Và mình sẽ đi về. Yes. Ở tắm sống thế này là đủ rồi. Ở tắm sống thế này là đủ rồi. Chó kì kì chung 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 trả thù nè ai vì ổ này chạm ta chó cầm mập đấy cầm mập đấy cầm mập mình đã cầm mập mình đã cầm mập à, chứ là cà sấu các bạn bây giờ mình là cà sấu rồi. Ấy da chu 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 chấp luôn cho đăng tiếng yes mình là one kill one shot one kill hả ôi giời ơi thiệt là ông có bán 800 đó thiệt là vì gì đâu quá nhưng mà what are you doing here? Oh shit. Oh mình. Oh mình ở đâu rồi? Sao mình là ở bên đây? Mình không biết. Còn một cái hôm không bảo đây này. Mình sẽ lấy nó đúng không? Mình sẽ trốn nó luôn. Oh yes. Hello, hello, everybody here. Không biết mình còn leo lên cây nữa được không à? Mình cố gắng leo lên cây này thử xem. Mình liệu mình có làm được? Và mình đã không làm được. bốn phải một cá rồi tất nhiên nó phải mua thêm bốn đồ à fourth dropper con cáo ba cá năm răm nè chín một nè tập mình sẽ đi giết vài đứa ô sáng hôm nay có gì ngon không để mình tới chôm ô lá dê cún này I like this hey ô thằng này AFK đợi tiền đó thật không có tính nổi. Ok, xong rồi. Làm gì ở đây? Đi ra đi. Monkey upgrade. Wow,
Đã thấy sức mạnh của ta chưa? Ta là quán, ta là đánh One shot one kill. Hôm nay mình đã có 2,5k rồi. Giờ mình sẽ mua tiếp một cái Fox Dropper nè. Kiếm bao nhiêu tiền không? Tốt. Còn đây là cái gì đây? Không lẽ là có thể nào là cái này phải mua à? Trời mất dày rồi. Ủa nó mua được nhiều cái á. Chỉ có thằng này. Yes, ta là trả thù được. À bây giờ ngươi đánh ta. Ồ đây là con rắn à. Mình cái tường nó cái chân. Mình cái tường nó cái chân à. Tăng lại AK đấy không gì. Giật luôn. Rồi xong nó ngục rồi đấy. Tan ra ta tan ra tan 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 tan. À. Ồ. 5.000 rồi kìa. Ok, 5,8k rồi. Ồ không đủ à. Ồ, bây giờ mình phải đi nè. Cái này là ngủ nhiều tiền quá các bạn. Ồ, thảm cọ nè. Thảm cọ nè. Thảm cọ nè. Mình sẽ tiếp tục đi sáng kho báu để kiếm tiền sống qua ngày. Bum 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 bum. Chủ cho thọ thọ. Để mình thử xem cách nhanh nhất để lấy kho báu. Các bạn chỉ con làm vậy thôi, chứ không cần kích, không cần kích gì nhá các bạn. Các bạn chỉ cần việc làm thế này thôi. Đấy, nó tự nhận. Thu 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 thu. Lại đi nhá, lại đi, lại đi, lại đi. Yeah. Ta là con mập đây. Sạc. Cả mập ở hồ. Cả mập ở hồ. Có bao lần nghe đừng có chuyện cả mập ở hồ. Là cá nào không gọi có chuyện gì nữa. Lại đi. Có bảo đấy của ta. Ok, mình đã lấy được thành công rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên núi xem thằng nào đã sống trên này. Mình sẽ đi trốn và thử của nó. Ở chuẩn là mình sẽ đi trốn. Ở chuẩn là đó. À, mình sẽ đi trốn. Yes. Ở nhà mình làm sao đi vào nhớ lại, nó không có ở nhá. Ủa, nó còn một cái hôm bậu lên đây. Không có thể tận dụng nó. Không được đâu. Mình phải lấy được nó. Yes, mình lại lấy được rồi. Oh yeah, baby. Oh yeah. Can I come your house? Chết đi con chơi đi nữa. Chắc mình phải thêm một chữ rồi. Please. Tôi là đồng đội. Please.
Please open the door. We team. What the fuck? Người. Ồ, trong đây có gì đây đây? Oh my god, trong đây có gì đây đây? Và liệu trong đây có bảo vật thánh kiếm hay là gì đó? Ồ, thất vọng quá. Ở trong này chả có gì cả. Quá thất vọng luôn ấy. Ồ, đây gọi gì đây? Holy shit. Ồ, mấy con này đến đây các bạn. Ao diêu vù. Ồ, sao nữa cái đấy không chịu dậy. Lỗi map. Tất cả đấy không phải lỗi map, nhưng mà nếu có nó có ở ngoài đời thực thì bỏ tay luôn. Tỏm 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 dù người là lấy ta cho thành nên giết người chuẩn rồi. Lên thôi, lên. You die. Open the door. Chuyện người bắt tao lên mày nè. Thế ok chứ, mình là bạn tốt à. Ok là mình là bạn tốt. Mình là bất kể. What the. Ok. Mình sẽ thử mang tất cả cùng một lúc. Nó sẽ ra cái gì đây? That can decide. Comment. Oh yeah, baby. Ok, giờ mình là một người thương gia. Một người thương gia hiền lành. Mình không có làm cái gì sai cả. Mặc dù mình đã vào trộm vài thứ. Ok, tạm biệt bằng hiền á. Chú. Ồ, mình có cái cái gì đó nhỉ? À, mình quên này. Cái này nó phải. Mặc dù đây được chưa? Yeah. Holy shit. No, mình đã rớt rồi. Mình là một thương gia rất là giàu. Bằng những cái mặt mình là biết. Mình là thương gia đại ca hay là gì đó. Mình sẽ mua đường đi. Great. Oh, mình mua cái này là cái gì? Tốn tiền dễ sợ. Boa rapper. Giờ mình hiểu rồi. Cái này đi nhanh đó, mình thấy nó giống như đang chạy bộ bình thường ấy. Fuck. Oh shit. Lên đi, lên đi, lên đi. Freed.
Yeah. Một sự thực hiện phí vô âm xã. Three, two, one, go. Up, up. Ai ya, rồi chạy 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 nhanh chạy nhanh. Nó bị nó bắt bây giờ. Yeah. Mình sẽ tẩu thoát khỏi nơi này. Tôi không phải thoát được thôi. Không sao. What? Mình sẽ đến chỗ này. Thấy chết cha mình lộn rồi. Mình sẽ tới đây. Không được á. Đây được không? Vâng. Không được rồi, cái này nó ngắn quá các bạn ơi. Mà nó còn lại ảo. Oh. Được cái này, được cái này. Mình sẽ mua từ tường này, rồi bốn cá này, upgrade wall này, lại này. Ơ không, mình không cần cái đó. Mình cần mua từ cả rapper. À, mình không đủ tiền. Các bạn biết sao không? Mình nào thiệt nha. À, mình rất hội hận cái chơi game này. Thì mình đã hội hận cái chơi cái giống cái thái khuôn này. Nó cha cái gì để làm cả. Suốt ngày chỉ đời và đời. À, mình đánh giá không tốt với game này. À, mình không thích game này thế thôi. À, biết rồi, mình chơi Phantom Fusion cho khỏe. Bam 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 bam. Và thêm một người nữa. Mình rất là mất hứng à. Bởi vì mình là có thể được bộ áo giáp. À, cái súng lá xe. À, ở cái này gọi là cái gì mày không biết. Và cái tăng tốc độ speed the oh shit. Ok, giờ cảm ơn thích video này của mình, hãy like, subscribe, share để mình có thêm nhiều động lực làm tiếp video khác nhé. Goodbye.